ngày lễ hôm nay lấy Đức Mẹ hồn xác lên trời có thể nói gì với chúng ta? Thì trước hết là chúng ta phải nhìn lại ý nghĩa của mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Ở bên Jerusalem cho đến bây giờ vẫn có một tu viện có một tên gọi rất lạ, tu viện Đức Bà Ngủ. Và trong tu viện đó người ta thấy có bức tượng Đức Mẹ đang nằm ngủ. Cái tên gọi và bức tượng Đức Bà Ngủ đó làm cho chúng ta nhớ tới là đã từ lâu rồi, ở bên giáo hội Đông Phương có một ngày lễ không phải là lễ Đức Mẹ lên trời mà là lễ Đức Bà Ngủ. Và như thế, trong lòng dân Chúa đã từ rất lâu có một niềm tin tưởng rằng Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Thân xác Đức Mẹ không bị hủy hoại như thân xác mọi người. Anh chị em có thể hỏi tôi, vậy thì trong Kinh Thánh có nói gì về Đức Mẹ lên trời không? Nếu chúng ta đi tìm trong Kinh Thánh một câu nói rõ ràng Đức Mẹ chết như thế nào và được đưa về trời cả hồn lẫn xác như thế nào, thì thưa anh chị em, không có đâu. Thế nhưng trong Kinh Thánh có khá nhiều hình ảnh, nhiều biểu tượng nói về mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Và theo dòng lịch sử, trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, giáo hội dần dần càng ngày càng khám phá rõ nét hơn. Chẳng hạn như là những bài Kinh Thánh mà giáo hội chọn đọc trong ngày lễ hôm nay, đó là những cái bản văn căn bản để giúp cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời. Chắc anh chị em nghe thoáng qua thì ít để ý lắm. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Trong các bài đọc Kinh Thánh mà giáo hội chọn trong ngày lễ này, nói khá nhiều đến hòm bia giao ước. Hòm bia giao ước tức là cái hòm mà trong đó có cái tấm bia giao ước. Cái tấm bia trên đó mà Thiên Chúa đã viết 10 lời của Ngài. Nếu mà chúng ta dâng thánh lễ vọng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời thì sẽ nghe bài đọc nhất kể chuyện là vua David khi mà ông ấy thống nhất được đất nước thì ông ấy rước hòm bia giao ước về Jerusalem. Đó là cái hình ảnh để nói Đức Mẹ được rước lên trời. Và trong bài đọc thứ nhất hôm nay cũng vậy. Trước khi mà Thánh Gioan tác giả của sách Khải Huyền kể cho chúng ta nghe cái hình ảnh về người phụ nữ mang thai thì Ngài đã mở đầu bài sách Khải Huyền bằng một câu thế này: Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Anh chị em thấy không? Hòm bia giao ước xuất hiện ở trong đền thờ mà là đền thờ trên trời á. Đức Mẹ là hòm bia của giao ước mới, bởi vì trong cung lòng thánh khiết của Đức Mẹ không chỉ là tấm bia giao ước mà là Thiên Chúa hiện thân, Thiên Chúa là người. Cho nên Đức Mẹ là hòm bia của giao ước mới. Và hòm bia đó được rước về trời. Là cái phúc rất lớn mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, như là bà Isabel bà ấy kêu lên khi Đức Mẹ đến viếng thăm. Và được chúc phúc hơn các người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Những bản văn Kinh Thánh đó là nền tảng để giúp cho giáo hội trong dòng lịch sử của mình suy nghĩ rồi dần dần khám phá ra. Và cuối cùng, năm 1950, sau khi đã tham khảo ý kiến của hàng giám mục trên toàn thế giới và được đón nhận một cách rất tích cực, thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vậy thì tín điều đó nhắn nhủ chúng ta điều gì? Tôi nghĩ rất rõ ràng trong lời nguyện nhập lễ hôm nay, tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời nhắn nhủ người Công giáo chúng ta, nhắn nhủ tất cả những ai là môn đệ của Chúa Giê-xu, là mục đích cuộc đời của mình là trời cao. Trời cao, chứ không chỉ là trái đất này mà thôi. Mục đích cuối cùng là trời cao. Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa để mở ra sự sống đời đời cho chúng ta. Cho nên cất tiếng linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thậm chí tôi vui mừng hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia. Cái hành trang của Đức Mẹ là vậy đấy. Là sự vâng phục lời Chúa, là tình yêu thương, là sự khiêm nhường. Và nếu mà chúng ta noi gương Đức Mẹ để vun đắp những giá trị đó, tinh thần đó trong cuộc đời của mình, thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, làm gì đi nữa, cuộc đời này sẽ trở thành con đường dẫn chúng ta tới trời cao.